đôi các bạn. Còn con này, thì xác ốp Ai Cập này có vẻ có mối liên quan thân thiết hay sao, bạn bè hay sao? Xác ốp ở bên đây có vẻ mất gần đây phải không Cương Thi Áo Đỏ? Dễ gì bóp cổ được ta. Mến chào quý vị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cây cầu. Cây cầu này cách nay 2-3 hôm mình có đến mình ghi hình đó cả nhà. Tập đầu thì mình phát hiện có một cương thi là họ di chuyển từ ở phía sau nhà bỏ quan, họ nhảy về. Ở phía sau nhà bỏ quan thì có một khu nghĩa địa ở ngoài đồng cả nhà. Còn ngày hôm qua, thật sự mình đến đây mình ngồi, ngồi đây nè cả nhà. Nhưng mà vô tình có một cái vong cương thi nó ở đâu sau lưng mình á, mình không thấy. Rồi lúc mà mình cúng kiến là họ xuất hiện, họ lăn qua lăn lại ở chỗ này nè cả nhà. Rồi mình hỏi họ, họ không có trả lời. Có nhiều bạn nói cương thi này rất là nguy hiểm, không nên tiếp cận gần họ. Mà mình thấy họ cũng đơn giản đó nha, họ chỉ nhảy vậy thôi, nhưng mà một khi họ đến nhảy gần đến mình đó, thì mình né được, mình có thể mình hợp xuống rồi mình lấy ngón tay mình nín thở cái hai lỗ mũi mình lại là họ không có phát hiện để chụp mình được các bạn. Rồi có một chú ở bên Mỹ nói cương thi á là phải thận trọng, nhiều khi họ bóp cổ mình là có thể là không buông ra luôn. Thì mình rất sợ về điều đó, nhưng mà mình rất là cảnh giác cả nhà. Hai tập vừa rồi là mình tập nào mình cũng cảnh giác hết. Thì hôm nay mình quay lại đây, mình cúng kiến và mình sẽ cầu họ ra để giao tiếp với họ coi được hay không cả nhà. Bởi vì cương thi mình khai khẩu rồi á mà họ cũng không nói chuyện được. Lý do là hình hài của họ mất rồi, nó phân hủy cái khuôn mặt á, rồi cái miệng nó bị méo không chừng, thành ra họ nói chuyện không được. Còn có một hai bạn nói sao cương thi da sao hồng hào quá, chắc có thể cương thi này mới mất gần đây cả nhà. Nếu mà mất lâu thì da thịt của họ nó sẽ phân hủy, nó sẽ lỡ lét, còn này nó còn giống như con người mình vậy thôi. Như vậy là cương thi này theo mình đoán mất không có lâu quá nha. Thì ok các bạn, bây giờ mình sẽ bày đồ ra mình cúng kiến tại vị trí này. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi một người một like ha, đừng có tiết kiệm nha cả nhà. Like đó không có tốn đồng xu nào hết. Và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nha. Lần nào mình đến đây là chó nó sủa ghê gớm luôn các bạn.
mà mình ngồi đây á, với cái ngôi nhà mà họ nuôi yến bên kia là rất là xa chứ không phải là gần, chó nó không bao giờ thấy mình được. Chắc có thể mình lại đây rồi mình chuẩn bị cầu á, rồi những vong hồn đói khát họ cho những chú chó thấy, rồi những chú chó nó sủa cả nhà. Chiều mới ăn cơm với mắm, khát nước quá trời cả nhà. Mắm cá cơm. Sao đèn chợ sáng tắt ta, kỳ lạ thật nha. Cái đèn chợ sáng của mình hôm nay nó tắt cả nhà. Cái này là cái điều rất là kỳ lạ luôn. Okay. Bây giờ mình không có đèn thì sử dụng không có đèn cả nha. Bởi vì cái cầu ở đây nó có một cái đèn đường. Rất là kỳ lạ đó, đèn mới mua mấy triệu bạc mà mới sử dụng có mấy phút hết điện mới ghê chứ. Rồi, con mời ông bà ha. À, hôm nay con đến đây, à, con có đem bánh, đem nước nào loại nè. Con mời ông bà dùng. Hôm nay không có nhang, à, có đứa thuốc này thay thế nhang ha. Hôm nay có vẻ cương thi chưa có xuất hiện cả nhà. À, nếu mà cương thi có nghe cái lời của tôi khẩn cầu thì hãy xuất hiện đi rồi hưởng nhang đèn rồi chúng tôi sẽ giao tiếp với cương thi ha.
đèn cỡ sáng nãy sáng trưng mà giờ tối thui cả nhà, rất là kỳ lạ thiệt. Lại tới đây sử dụng đèn được 5 phút đầu thì ok. Mình đặt máy tại vị trí này nha các bạn. Mình đi ra ngoài thì khi mình ở đây cũng thấy không dám xuất hiện. Hôm nay sẽ gặp được một cương thi nữa vậy ta, cương thi đỏ đó nha, không biết mình có vấn đề hay gì mà nó chớp chớp vậy trời.
mình thấy cương thi áo đỏ đút bánh cho cương thi xác ướp Ai Cập ăn bánh cả nhà. Rồi rồi, ăn được nữa trời. Mấy bữa trước mình nhớ đâu có ăn ta. À, mấy bữa trước là không có xuất hiện cương thi áo đỏ. À, cương thi áo đỏ cho mình hỏi ha. Có vẻ cương thi áo đỏ chắc nói chuyện được ha. Nó được không? Cương thi áo đỏ với cương thi xác ướp Ai Cập này có vẻ có mối liên quan thân thiết hay sao? Bạn bè hay sao? À, xác ướp ở bên đây có vẻ mất gần đây phải không cương thi áo đỏ? Dễ gì bóp cổ được ta. Thấy không? Mình hụp xuống là đâu có làm gì mình được. Cương thi xác ướp Ai Cập này là chắc có thể là hổng gài mình đến đây mình gặp họ cả nha. Phải không? Sao hôm nay thấy lạ quá vậy ta? Bữa trước là áo trắng, còn bữa sau là áo không áo chiếu, bữa nay thì bó kiểu như người mà mất các bạn. Còn xác ướp bên đây thì sao? Bên đây không phải xác ướp, bên đây là quỷ áo đỏ hay gì đây? Cũng cương thi luôn hả? Thôi ta giúp hai cương thi để về chùa đi. Ở đây nhảy cẩn cẩn vậy rồi ai dám đi ngang cầu này. Đây nè, ta chỉ cho cương thi áo đỏ, đừng có chụp ta, chụp cái cương thi xác ướp Ai Cập này nè, giật nó đi, cho nó xuống dưới địa phủ đi. Nãy chấn động cái cầu luôn trời. Còn mình nhà ngươi đây chết ta bắt luôn. Xác ướp Ai Cập nó mạnh thiệt cả nhà. Rồi tôi không biết là hai xác ướp này nam hay nữ ha. Lại đây đi, ta giúp đi một lượt luôn.
đôi các bạn. Còn con này đâu ta, mình nhớ cái con cương thi mà nó giống như xác ốp Ai Cập là mình trưởng nó đứng hình rồi cả nhà, nhưng mà cuối cùng bây giờ nó ẩn mất tiêu, còn con đỏ mất tiêu luôn. Đèn cái sáng này dở gì đâu dở hết pin luôn à. Đi đâu mất tiêu trời, quá đuối cả nhà. Còn đôi thuốc nãy giờ mình à, cúng tàn thuốc không rụng luôn à cả nhà ơi. Mình à, đuối quá trời cả nhà.